Thưa quý vị, tối ngày 22 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn triển khai xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên tuyến quốc lộ 57C. Qua 2 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chính biên bản vi phạm luật giao thông đường bộ tạm giữ 9 phương tiện, trong đó có 6 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 3 trường hợp vi phạm khác. Đợt kiểm tra nằm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thịnh năm 2024 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các đợt kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.